Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Mai sẽ tiếp tục cái phần 3, cái series chuyện mà lần đầu Mai kể của mình ha. Thì cái phần 3 này sẽ là một cái phần rất là vui tươi và hoàn toàn thay đổi hoàn toàn cái cục diện của câu chuyện, không có buồn giống như hai cái phần trước ha. Thì cái phần 3 này chính là cái phần mà Mai sẽ kể là cái cơ duyên như thế nào mà Mai gặp được ông xã Mai. Nó thì mọi người thì sau khi mà ly hôn xong á, thì một mình Mai phải chèo chống để nuôi hai đứa con, khá là vất vả và đời sống khá là buồn phiền, tại vì cảm thấy mình cô độc rất là lẻ loi trên đất Mỹ ha, không có người thân và cũng không có gia đình. Thì sau đó Mai cứ đi làm một tuần 6 ngày, một tuần 7 ngày, và những ngày hè thì Mai tranh thủ Mai làm một tuần 7 ngày luôn, và một ngày khoảng 10-12 tiếng làm rất là nhiều ha. Thì tại vì lúc đó thì mùa hè thì mọi người cũng biết, ai mà làm nail bên Mỹ thì cũng biết mùa hè là mùa tranh thủ để kiếm tiền, còn mùa đông thì lại ít khách. Thì thành ra là mình tranh thủ là mùa hè Mai làm một tuần 7 ngày luôn. Thì trong một lần Mai làm thì Mai cũng có khách hẹn ha. Thì cái chị khách hẹn, chị tới chị nói với Mai chứ em mày làm tay cho tao đẹp đẹp nha, hôm nay tao đi gặp bạn trai đó. Cái thì khách với mình thì cũng làm lâu dần thì cũng giống như là những người bạn vậy đó, thì cũng tám chuyện qua lại, thì mình cũng hỏi thăm là ủa mày quen bạn trai lâu chưa? Nó quen 4 năm rồi. Hỏi ủa sao hai đứa mày sao quen, bạn bè giới thiệu hay là học chung hay làm chung như thế nào? Thì cái chị khách đó chị mới nói là không, tụi tao quen trên mạng á. Cái mình mới nói là wow, quen trên mạng mà cũng quen lâu á ha, cũng quen bền dữ vậy. Cái mình thấy mình cũng buộc miệng thôi, mình hỏi chứ mày quen ở đâu vậy, mày cho tao cái địa chỉ trang web đó đi. Cái chị khách đó thì chị mới nói với Mai là ok, mày lên cái trang này đi, match.com. Match.com đó mọi người là cái chữ mà tương đồng á, .com ha. Thì sau đó thì Mai về, thì trong một lúc mà Mai buồn buồn á, Mai về nhà buổi tối sau khi làm xong á, thì các con đi ngủ thì mình nằm mình buồn buồn, mình cũng online, thì mình mới vô mình tạo một cái tài khoản thử ha. Thì mình cũng tạo một cái tài khoản trên match.com, thì mình bắt đầu mình mới up cái hình của mình lên, chứ ít cũng một vài tấm hình thôi. Thì sau đó thì mình cũng điền những cái thông tin cá nhân của mình, ví dụ như là mình bao nhiêu tuổi nè, mình là người gì, mình là người châu Á hay mình người gì đó, mình có con không, mấy đứa con, bao nhiêu tuổi, và mình tình trạng hôn nhân của mình như thế nào, thì con có sống với mình hay không, và cái điều nữa đó là mình mong muốn tìm người như thế nào. Thì mọi người cũng biết đó là tiếng Anh của Mai thì tiếng Anh như gió, và tiếng có tiếng không. Thì lúc đó thì cũng nói được những cái từ cơ bản, nói chung là cũng giao tiếp được cơ bản nhưng mà cũng không có giỏi. Thì khi mà mình điền trên cái trang web đó thì mình cũng rất là cơ bản, những cái không có hoa mỹ, không có gì hết á, nói chung là rất là sơ sài và rất là cơ bản. Thì sau khi mày điền xong á thì mày cũng quên mất tiêu, tại vì mình bận quá mà mọi người, một tuần mình làm 7 ngày luôn, mình đâu có thời gian rảnh đâu. Cái mình bận quá, cái mình không có thèm dòm ngó gì tới nó hết á. Cái hai ngày hôm sau cái mình mới nói để mình vô mình coi thử coi ở trong này có gì. Rồi khi mà Mai vô thì Mai thấy là rất là nhiều tin nhắn. Tuy nhiên có những cái tin nhắn mà Mai không có coi được, và có rất nhiều tin nhắn Mai không coi được, và có cũng mấy chục tin nhắn mà Mai coi được. Thì trong đó có tin nhắn của ông xã Mai ha. Thì Mai cũng trả lời. Thì người ta hỏi, ví dụ như có nhiều người thì họ chỉ hỏi là hi how are you, thì mình cũng chỉ trả lời hi how are you thôi. Có nhiều người thì như vậy, thì Mai cũng không có cảm tình cho lắm. Tuy nhiên thì cái tin nhắn của ông xã Mai thì lịch sự hơn rất là nhiều. Ví dụ ông xã mình nói thì ông xã mình đọc cái profile của mình trên đó, thì ông xã mình muốn làm quen, rồi ông xã mình giới thiệu sơ về bản thân, rồi ví dụ là mong là được mình hồi đáp, thì mình cảm thấy là người này có thành ý, thật sự là cũng có thành ý, thì Mai cũng có trả lời. Thì ông xã Mai hỏi gì mới trả lời đó, lúc đó thì tiếng Anh giỏi lắm nên thành ra là hỏi gì trả lời đó thôi mọi người ha. Thì ông xã hỏi mình mình cũng kể là thì mình sống ở đâu, mình làm nghề gì, thì mình nói là mình nói là mình làm nail sống, mình cũng kể như vậy đó. Thì ông xã sau đó thì nói chuyện qua lại mấy câu, nó rất là khô khan, tại vì mọi người cũng biết tính của Mai thì không phải là người nói chung là không phải là người ngọt nhạt quá, mà tính Mai rất là khô và thẳng tính, nên mà trong tiếng Anh mà không giỏi nữa thì càng khô dữ nữa mọi người. Khổ lắm, muốn nói lời hoa mỹ cũng không có vốn từ để mà nói nữa. Thì sau đó thì ông xã Mai thì cũng nói chuyện qua lại đó, thì chồng Mai mới nói là muốn hẹn gặp Mai. Thì Mai nói ok, nhưng mà ví dụ như mình nói chồng á là một tuần á, ngày nào mình cũng đi làm, tuần mình làm 7 ngày,
mình chỉ rảnh duy nhất một ngày chủ nhật một tiếng đồng hồ trước khi mà mình đón con, tại lúc đó là chồng cũ của mình vẫn còn bên Florida, ở bên Philadelphia này, chứ quên, thì ổng sẽ đón con cuối tuần, thì mình sẽ sau cuối tuần á, mình chủ nhật mình đi làm về mình đón lại bé. Thì mình hẹn là trong cái khu bên phía nam bên Philadelphia đó, là những cái nhà hàng vòng vòng đó thôi, mà chỉ một tiếng đồng hồ thôi nha, còn ngày nào cũng bận đi làm hết á. Lúc đó thì chồng Mai mới nói vậy nè, về sau này thì chồng Mai mới nói với Mai nè, chồng Mai nói anh nghĩ trong đầu chứ, what the hell, sao con nhỏ này nó còn bận hơn mình á, mình đã bận rồi, có con nhỏ trên đời nó còn bận hơn mình nữa. Thì nói chung là ông xã Mai thì lúc đó chắc cũng có thành ý dữ lắm, nên thành ra là những cái yêu cầu của Mai là đều đáp ứng hết, là hẹn nhau là tối chủ nhật từ 6 giờ đến 7 giờ, hay từ 7 giờ hay là 6 rưỡi đến 7 rưỡi gì đó, hay là 7 rưỡi đến 8 giờ rưỡi gì đó, Mai cũng không nhớ nữa. Thì mình hẹn nhau ở, mà cái quán đầu tiên tụi Mai hẹn là một cái quán Việt Nam, thì cái khu mà Mai chọn là khu đó toàn Việt Nam không, thì một cái nhà hàng Việt Nam, đó là nhà hàng Nam Phương ở bên phía nam Philadelphia mọi người. Thì cái buổi hẹn đầu tiên thì ông xã Mai không có nhận ra Mai, mà tới bây giờ thì Mai cũng không biết tại sao, lý do sao mà ổng không nhận ra mình, tại mình xấu quá hay là sao, mà ổng thì lúc nào cũng nói là tại vì anh không bao giờ nghĩ mà em trẻ đẹp như vậy mà em lại không có ai hết. Nhiều khi thì cái đó cũng chỉ là cái nói xạo thôi mọi người ha, tại lúc đó mình cũng đơn giản lắm, mình cứ nghĩ mình hẹn ông xã là khi mình đi làm về thì mình tạt vô đó thôi, mình mặc đồ rất là đơn giản. Mình nhớ lúc đó mình mặc cái quần sọt mùa hè, mà mặc cái quần sọt với cái áo ở trong quần ha, mang đôi giày sandal màu đen vậy thôi, nó rất là đơn giản. Thì mình là người nhận ông xã trước tiên, thì sau đó thì vào đi ăn. Thì Mai nhớ là bữa đó Mai cũng ăn rồi, và Mai cũng chỉ ăn một chén súp thôi, nhưng mà mình cũng có trao đổi với ông xã, mình cũng kể chuyện, thì mình cũng kể rõ cái hoàn cảnh của mình như thế nào đó. Thì chồng mình lúc đó lịch sự lắm mọi người, ngồi trên bàn để hai tay vậy nè, rất là lịch sự ha, mặc cái áo blazer. Chồng Mai nói là chồng Mai không có mặc vest, tại vì chỉ mặc đồ bình thường thôi. Mai nói Mai cũng mặc đồ bình thường, thì mặc cái áo blazer, ngồi để hai tay trên bàn vậy nè, ngồi rất là lịch sự ha. Thì mình thấy cũng ok, mà lúc đó thì mình thấy chồng mình cũng được, ngoại hình cũng ok, mặt mũi cũng sáng sủa. Thì sau cái buổi ăn đó thì chồng mình cũng có nói mình, hỏi mình là tại thấy mình, hoàn cảnh mình á, chắc thấy tội quá hay sao á. Mai cũng không biết nữa, chẳng thấy là thấy tội nghiệp quá. Cái chồng Mai mới hỏi Mai là Mai có bảo hiểm sức khỏe chưa. Cái Mai nói là chưa có nhưng mà sẽ có. Còn con Mai có bảo hiểm chưa, nó có rồi. Thì chồng Mai nói là nếu mà Mai chưa có bảo hiểm sức khỏe đó, thì chồng Mai có thể mua bảo hiểm sức khỏe cho Mai, và có thể giúp đỡ Mai. Nếu mà Mai có vấn đề gì cần giúp đỡ thì đừng có ngại, cứ nói với chồng Mai là chồng Mai sẽ giúp. Không cần phải là bạn gái hay là cái gì đó hết, chỉ cần là bạn bè thôi thì ông cũng có thể giúp được mình. Thì mình nói ok ok, mình chỉ nói vậy thôi, chứ thật sự thì mình cũng không có nhu cầu là để lợi dụng ổng ha. Mà mình cũng tự nhiên cái người đâu xa lạ, cũng mới gặp có lần đầu mà giúp đỡ gì, Mai cũng nói ok thì mình cảm ơn, nhưng mà mình nói không, mình không cần gì hết. Mình trả lời vậy đó. Thì sau đó thì sau kết thúc bữa ăn xong á, thì ông xã mình tiễn mình ra tới tận xe luôn. Thì ông xã mình mới coi cái xe của mình, nói thì khi đó thì Mai còn chạy chiếc Camry. Mai cũng không phải là nghèo quá mọi người, lúc đó Mai đi làm cũng có tiền ha. Chiếc Camry của Mai cũng đời cũng mất cũ, cũng mới lắm. Thì đó, thì ông xã Mai mới đưa cho Mai cái card visit á, mới nói là đây là cái thẻ, cái nem card của anh. Đây, còn đây là cái số điện thoại của anh nè, nhưng mà cái số này là cái số anh thường dùng nè, em nên liên hệ cái số này. Thì ông xã mình nói là nếu mà em sẵn sàng cho anh cái số điện thoại, em cứ giữ đi. Anh không có xin cái số điện thoại của em nếu mà em chưa có sẵn sàng. Còn bất kể khi nào mà em sẵn sàng thì em hãy cho anh cái số điện thoại của em. Thì Mai cũng trả lời thẳng với ông xã Mai là không có sao đâu, khi nào mà mình về thì mình sẽ nhắn tin cho ông xã mình biết là mình đã về nhà an toàn. Thì khi đó là ông xã mình cũng biết cái số điện thoại của mình luôn. Thì khi mà mình về đến nhà thì mình nhắn tin cho ông xã mình. Thì Mai không có không có nề hà cái chuyện số điện thoại, cái chuyện đó bình thường thôi mọi người ha. Thì sau đó thì hai đứa mình là không còn lên mạng nữa. Lúc đó thì sau khi mà ông xã mình gặp mình xong thì ông xã mình cancel cái tài khoản đó, cái tài khoản trên mạng ngay lập tức luôn mọi người. Thì không có còn trên đó nữa. Và ông xã mình thì hai đứa mình lại nhắn tin, tiếp tục nhắn tin qua điện thoại thôi, chứ không có nhắn tin qua trên mạng ha. Thì sau trong cái tuần đó thì ông xã mình lúc nào cũng cứ hỏi mình đó là mình có muốn gì không, mình có cần giúp đỡ gì không. Ông xã mình muốn tặng cho mình, muốn làm cái gì đó dễ thương cho mình, muốn làm cái gì đó tốt cho mình, thì mới hỏi mình là nhà em có cái, mình nói mình không cần, mình đâu cần gì đâu, mình đi làm cũng có tiền mà. Cái hỏi chứ vậy nhà em có cần mua cái gì mà mắc tiền quá mà khả năng của em không mua được không.
cái mày nói chứ không không, nếu mà cái gì mà mắc tiền quá mà em thích mà em không mua nổi thì em khỏi thích cho rồi, chứ mắc mới gì thích cho nó mệt. Thì thật ra thì Mai cũng đâu phải là con gái 17, 18 tuổi nữa đâu, mà có những cái ước muốn mà quá xa xỉ mà vượt ngoài tầm tay của mình ha. Thì sau đó thì ông xã Mai hỏi chứ ủa gì em có cần mua đồ nội thất trong nhà không. Mai thì Mai trả lời là không, nhà em có đầy đủ rồi, trời ơi ở bao nhiêu lâu rồi mà không có đồ giường tủ đúng không. Đó thì sau đó thì ông xã mình nói, nhưng mà ông xã mình rất là muốn là làm cái gì đó cho mình. Mình mới nói là ôi mình không quan tâm, không biết đâu. Thì anh xã mình muốn mua gì mua. Thì sau đó thì ông xã mình mới hỏi Mai, trong cái lần hẹn đầu tiên thì ông xã Mai cũng có hỏi đó là Mai thích ăn cái gì. Thì Mai nói là Mai thích ăn hải sản. Thì ông xã mình nói là ông xã mình biết một cái nhà hàng hải sản rất là ngon, sẽ hẹn mình ở lần hẹn thứ hai thì sẽ dẫn mình đi ăn hải sản. Thì trong lần, cái tuần sau nữa thì ông xã mình lại hẹn gặp tiếp nữa. Và ông xã mình là hẹn mình ở một cái nhà hàng rất là to, rất là đẹp mà lần đầu tiên Mai tới. Tại vì mọi người biết không, mình đi làm nail á, mình đâu có thời gian đâu mà mình cũng không có cái phải cái đẳng cấp để mình có thể bước chân vào những nhà hàng sang trọng như vậy. Mà cũng tiếc tiền đó mọi người, đi vô trọng nhà hàng sang trọng một lần đi mấy trăm đô. Mà trong khi đó mình làm một tuần được có ngàn mấy à, mình đi mấy trăm đô thì mình làm cũng hết mấy ngày làm của mình rồi. Thì ông xã mình dẫn mình vô một cái nhà hàng rất là sang trọng ha. Đó là nhà hàng The Palm ở ngay cái đường Broad Street, là một trong những con đường trung tâm đối diện với tòa thị chính của thành phố Philadelphia đó. Thì nhà hàng đó có trải khăn ăn nè, nói chung là rất là lịch sự ha. Có mấy cái ly to to, lần đầu tiên là Mai được vô đó, nói chung là hai lúa hai lúa ra thành phố mọi người. Thì trong cái buổi hẹn đó đó thì ông xã Mai tặng cho Mai một chiếc nhẫn kim cương. Đây, đây là chiếc nhẫn kim cương mà ông xã Mai tặng ha. Mai cũng không đó, biết là cả nhà mình thấy có rõ không ha. Thì chiếc nhẫn này Mai vẫn còn giữ, nói như mình làm một cái kỷ niệm ha. Khi đó thì mình cũng suy nghĩ đắn đo, là mình nghĩ là mình có nên lấy hay không. Tại vì thật ra cái chiếc nhẫn này nó cũng giá trị, không phải là quá giá trị nhưng mà ít nhất thì nó cũng là mấy ngàn. Mà trong buổi hẹn thứ hai mà tặng cho mình một món quà mấy ngàn thì mình cũng thấy là hơi bị tắc tiền quá. Tuy nhiên thì Mai nghĩ là nếu mà quà tặng mà mình không lấy thì người ta cũng sẽ buồn, và giống như là mình cũng như là bỉ mặt người ta đó. Thì mình cũng lấy, mình lấy chiếc nhẫn này. Mà sau đó thì ông xã mình còn có đề nghị là giúp mình, hỏi mình là mình có thẻ xanh có này nọ hay không thì ông xã mình có thể giúp đỡ. Nhưng mà Mai thì Mai không có nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào hết. Thì cái buổi hẹn thứ hai của Mai kết thúc là bằng cái sự rất là bất ngờ như vậy ha. Tự nhiên chỉ có sau một tuần và chỉ trong lần hẹn thứ hai mà Mai đã được tặng một chiếc nhẫn kim cương. Thì câu chuyện của Mai sẽ được tiếp tục ở phần sau ha. Tại vì cái câu chuyện tình này nó cũng khá là dài. Thì xin mời cả nhà đón xem ở phần sau. Tạm biệt mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.